Xin chào tất cả các em. Hôm nay anh sẽ cho các em xem một cái mảnh đá mà anh đã đào ở trong vườn nhá. Thấy đẹp không? Chắc viên đá này phải sapphire hay ruby gì đó, hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên không phải đâu các em. Cái viên đá này là anh nuôi cấy đấy. Anh nuôi từ dung dịch phèn và anh có bỏ thêm một chút KMnO4 nữa. Đấy, các em thấy nó tạo được tinh thể rất là đẹp. Và anh chỉ làm trong vòng có 2 ngày thôi. Em thấy tinh thể em đẹp không? Nên là anh sẽ hướng dẫn các em làm nhé. Đây, bước đầu tiên á là các em cần có cho chúng ta là các em phải có một cái cốc đựng cái cốc này. Còn cái nước ở trong này á là phải nước tinh khiết, hoặc các em có thể mua nước cất ở ngoài hiệu thuốc, hoặc là các em phải dùng nước suối. Còn nếu như mà nhà em nào mà có máy lọc nước thì các em có thể dùng cái nước lọc đó cũng được, để đảm bảo rằng trong nước này nó không có chứa nhiều cái tạp chất. Đó. Tiếp theo là cần một cái muỗng này. Và chúng ta cần một gói phèn. Thì cái gói phèn này anh mua ngoài chợ đấy. Lúc đầu nó còn đầy cơ, anh mua có 10 ngàn thôi, nó cũng khá là rẻ. Các em phải nói là mua phèn chua nhá, chứ không người ta đưa nhầm đường phèn là mình không làm được đâu. Đấy. Sau đó công việc của chúng ta là chúng ta sẽ lấy phèn chúng ta pha vào cốc nước. Nhưng mà cái cốc nước này tốt nhất là nên là nước nước ấm hoặc là nóng thì tốt. Như vậy phèn lại pha rất là nhiều. Đây, anh sẽ cho trước vào 3 muỗng phèn đi. 2. Ba muỗng. Sau chúng ta khuấy đều lên. Các em phải thấy là khuấy khi nào mà nó không còn tan được nữa. Các em cứ khuấy cho nó, khuấy càng lâu càng tốt. Nó không còn tan được nữa để ta có được cái dung dịch bão hòa. Nếu như mà cái nước này là nước nóng á, thì nó sẽ tan được rất là nhiều. Còn cái nước anh để nó hơi bị nguội rồi. Chuẩn bị quay video nên là nó bị nguội mất rồi. Chứ đúng ra nước nó phải nóng cơ. Nước nóng thì nó sẽ tan được rất là nhiều đường, tan rất nhiều phèn để chúng ta có thể nhanh chóng làm được hơn. Đó, cái hòa lúc nào nó không còn tan được nữa này. Nó tạo một cái lớp ở dưới. Sau đó chúng ta sẽ pha các cái, các em có thể ra ngoài ngoài các cái tiệm tạp hóa, các em mua cái phẩm màu các em pha vào để có được màu như các em mong muốn. Màu xanh, màu đỏ hoặc là màu vàng gì đó mình pha vào. Sau đó mình phải để trong vòng 15 phút đó, để cho nó lặng xuống. Và chúng ta sẽ tiến hành cần một cái cốc thứ hai nữa. Các em đổ cái phần nước ở phía trên á sang cái cốc số 2, và chúng ta sẽ để lại cái cặn. Chúng ta sẽ bỏ cái cặn ở phía dưới đi. Đây, anh sẽ đổ cái phần nước bão hòa ở phía trên thôi, anh sẽ để lại cái cặn này. Nó cái cặn này chúng ta không có dùng nhá. Cặn này các em bỏ đi. Sau đó các em phải rửa lại cốc và để khô, để đảm bảo rằng trong cái cốc của chúng ta không có các cái tạp chất khiến cho tinh thể nó chỉ tập trung ngưng tụ tại cái mầm tinh thể thôi, tại cái giá thể của nó thôi. Cho nên là cái việc mà dùng nước rất là quan trọng. Chúng ta dùng cái nước bão hòa chúng ta đổ lại vào cốc. Cẩn thận, phải có cặn nha các em. Đấy, như vậy là được một cái dung dịch bão hòa rồi. Đó. Với cái dung dịch này các em có thể tiến hành đặt giá thể vào để nuôi cấy. Giá thể có thể là hòn đá giống anh để lúc đầu video á, hoặc là các em có thể dùng vỏ trứng cũng được để làm giá thể. Và các em nên nhớ rằng là khi đã đặt vào á thì chúng ta phải để một nơi yên tĩnh và tránh dao động nó. Để nó trong vòng khoảng một đêm là nó sẽ tạo ra rất là nhiều tinh thể trên cái giá thể của mình rồi. Và tốt nhất là các em nên dùng nước ấm để các em làm. Cái nước ở trong này là phải là nước tinh khiết hoặc là nước khoáng cũng được, càng ít tạp chất là càng tốt. Như vậy thì các cái tinh thể phèn nó sẽ chỉ tập trung bám vào các giá thể thôi, thì sẽ khiến cho phèn của chúng ta to nhanh hơn. Và khi mà làm lại lần hai, các em cũng làm lại y hệt như thế. Đó. Khi làm lại các em sẽ pha lại từ đầu xuống như anh hướng dẫn đó. Đấy. Chúc em thành công nhé.
Và xin chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo nhé.